Cristiano Ronaldo, cái tên không chỉ là cách để chúng ta gọi một ngôi sao, mà nó đã trở thành một biểu tượng của bóng đá thế giới, một tấm gương cho sự vươn lên và hình mẫu cho một ngôi sao với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài thể thao. Ở đoạn kết sự nghiệp, ngôi sao người Bồ đã sở hữu khối tài sản không ai có thể sánh bằng trong thế giới bóng đá. Vậy Ronaldo thực sự giàu như thế nào? Còn nhớ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan cách đây không lâu, Morgan đã hỏi Ronaldo rằng anh có nhiều tiền hay nhiều người theo dõi trên Instagram hơn, khi mà tài khoản Instagram của CR7 đã có 576 triệu lượt theo dõi. Ronaldo mỉm cười đáp lại, đó là một câu hỏi hay, có lẽ là ngang nhau. Tôi cũng không chắc nữa. Thật tốt khi vẫn là số một thế giới, đó là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Nếu như bạn theo dõi tạp chí Forbes hàng năm thì tên của tôi luôn luôn nằm trong top đầu, không phải là trùng hợp đâu. Thật vậy, theo thống kê của chuyên trang Celebrity Network, Ronaldo đang sở hữu khối tài sản có trị giá hơn 500 triệu đô. Con số này nhiều hơn đôi chút so với kình địch của anh là Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina sở hữu khối tài sản có giá trị ước tính là 400 triệu đô. Ronaldo từng được tờ Forbes xếp hạng là vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh hai lần vào các năm 2016 và 2017. Trong năm 2022, anh là vận động viên có thu nhập cao thứ 3 khi thu về 115 triệu đô, chỉ xếp sau Lionel Messi và ngôi sao bóng rổ LeBron James. Dù có một năm thi đấu không thực sự thành công nhưng thu nhập của Ronaldo vẫn vượt mặt hàng loạt ngôi sao đình đám khác như Neymar, Stephen Curry, Kevin Durant, Roger Federer. Vào năm 2020, tờ Forbes cũng cho biết Ronaldo đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên có mức thu nhập chạm mốc 1 tỷ đô. Anh là vận động viên thứ 3 đạt được điều này khi vẫn còn đang thi đấu, sau tay golf Tiger Woods và võ sĩ boxing Mayweather. Tài sản của CR7 dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong những năm tháng cuối sự nghiệp khi anh vừa đồng ý ký vào bản hợp đồng kỷ lục với đại gia Al Nassr của Ả Rập Xê Út. Bản hợp đồng này được cho là có giá trị lên tới hơn 500 triệu đô trong vòng 2,5 năm. Ronaldo sẽ nhận được mức lương lên tới 215 triệu đô một năm, tương đương với 4,1 triệu đô mỗi tuần. Đây là con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá mà chưa ai có thể chạm tới. Với nhiều ngôi sao khác, giai đoạn cuối sự nghiệp là khi họ chấp nhận cắt giảm mức thu nhập của mình để dưỡng già tại những đội bóng ít tên tuổi hơn. Thế nhưng với tầm cỡ của một biểu tượng toàn cầu như Ronaldo, anh lại nhận được bản hợp đồng lớn nhất lịch sử bóng đá khi người ta tưởng rằng sự nghiệp của anh đã đi đến hồi kết. Sau quãng thời gian không thành công tại Manchester United, tại các đội bóng trước của mình, Ronaldo cũng luôn nằm trong top những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Bản hợp đồng cuối cùng mà anh ký với Real Madrid năm 2016 có mức lương là 365.000 bảng một tuần. Khi chuyển sang Juventus, anh nhận 34 triệu đô một mùa, và khi trở lại mái nhà xưa Man United thì con số đó giảm đi đôi chút, còn 27 triệu đô một mùa. Tên tuổi của Cristiano Ronaldo được tạo dựng nhờ thành công trên sân cỏ và mức lương của anh luôn nằm trong top đầu thế giới, nhưng phần lớn khối tài sản của ngôi sao người Bồ lại đến từ những nguồn thu nhập bên ngoài sân cỏ. Theo thống kê của tờ Forbes, trong năm 2022, Ronaldo đã thu về 55 triệu đô từ việc quảng bá cho các thương hiệu khác nhau. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu vì lượng fan hâm mộ đông đảo của CR7 và thương hiệu toàn cầu của anh là điều mà bất cứ công ty nào cũng muốn đầu tư vào. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo lớn đến mức anh có thể tác động đến ngay cả những nhãn hàng mà mình không hợp tác. Ví dụ gần đây nhất chính là việc công ty Coca-Cola đã đến mất 4 tỷ đô chỉ trong vòng 30 phút khi Ronaldo gạt hai lon nước ngọt của hãng này sang một bên và khuyến khích mọi người nên uống nước lọc trong một buổi họp báo trước trận đấu vào năm 2021. Các thương hiệu mà Ronaldo hợp tác thì nhiều không đếm xuể, có thể kể đến như Nike, Herbalife, Tucker, dầu gội đầu Clear cùng rất nhiều thương hiệu khác. Anh cũng là đại sứ cho công ty công nghệ Sixpack và ứng dụng LiveScore. Tháng 11 vừa qua, Ronaldo công bố anh đã trở thành đối tác của hãng đồng hồ cao cấp Jacob & Co, đồng thời cho ra mắt hai mẫu đồng hồ Hut Up CR7 và Flight Up CR7 mà anh trực tiếp tham gia vào thiết kế cùng người sáng lập Jacob. Thông báo này được Ronaldo đăng tải trên Instagram chỉ ít giờ sau khi chấm dứt hợp đồng với Man United. Và điều khiến người ta chú ý là một trong những chiếc đồng hồ có hình ảnh cú đánh đầu kinh điển của Ronaldo vào lưới chính Man United. Sự việc này đã gây ra không ít tranh cãi đối với fan hâm mộ quỷ đỏ. Trong số những thương hiệu mà Ronaldo hợp tác, đối tác quan trọng nhất phải kể đến thương hiệu thể thao Nike. Mối quan hệ hợp tác giữa Ronaldo và Nike đã bắt đầu từ năm 2003, thời điểm anh vừa ra mắt Man United và kéo dài cho đến tận ngày này. Vào năm 2016, Nike tuyên bố họ đã ký thành công hợp đồng trọn đời với Ronaldo. Anh trở thành người thứ 3 có vinh dự này sau hai huyền thoại bóng rổ là LeBron James và Michael Jordan. Tờ Forbes cho hay, bản hợp đồng này có giá trị lên tới 1 tỷ đô. Dù bỏ ra số tiền lớn như vậy nhưng Nike cũng chẳng hề chịu thiệt bởi thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Bồ trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và Twitter đã đem về cho Nike khoảng 474 triệu đô từ 329 bài đăng của Ronaldo cho thương hiệu này. Không chỉ đại diện cho rất nhiều thương hiệu lớn, Ronaldo cũng tạo ra những thương hiệu cho riêng mình.
trong đó nổi bật nhất là hãng thời trang mang tên CR7. Từ kính mắt, giày, nước hoa, đồ lót mang thương hiệu CR7 đều bán rất chạy và mang về thu nhập rất cao cho Ronaldo. Siêu sao người Bồ cũng bước chân vào ngành công nghiệp khách sạn khi dựng chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7, được đặt tại một số thành phố như Madeira, Lisbon, Madrid, thủ đô Rabat của Maroc và quảng trường thời đại ở New York. Đến năm 2019, Ronaldo lại mở một phòng khám chuyên khoa kế tóc tại Tây Ban Nha mang tên Insparia. Những dự án cá nhân của Ronaldo ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo thông tin từ tờ Marca, Ronaldo cũng đóng góp cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn. Anh đã đầu tư khoảng 17 triệu đô vào những công ty đa quốc gia, trong đó có Apple hay Volkswagen. Trong suốt sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo đã làm quá tốt trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, qua đó thu hút được lượng người theo dõi vô cùng lớn trên mọi nền tảng mạng xã hội. Vào năm ngoái, siêu sao 37 tuổi đã trở thành người đầu tiên trên thế giới cán mốc 500 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Hình ảnh quảng bá cho thương hiệu Louis Vuitton cùng sự góp mặt của cả Ronaldo và Messi được đăng trên trang cá nhân của Ronaldo hiện đang là bài đăng có lượt yêu thích cao thứ tư trong lịch sử của Instagram. Đây cũng là mạng xã hội đem lại nguồn thu khổng lồ cho CR7. Anh có thể nhận được số tiền lên tới 2,7 đô cho mỗi bài đăng của mình. Theo tờ Forbes, Ronaldo kiếm được khoảng 47,8 triệu đô mỗi năm từ Instagram. Thậm chí con số này còn nhiều hơn cả mức lương tại Juventus và Manchester United. Gọi anh là ông vua của Instagram có lẽ cũng không hề sai. Đó là những nguồn thu nhập của Cristiano Ronaldo. Còn tài sản mà anh đang sở hữu thì sao? Đương nhiên là cũng không kém phần giá trị. Ngôi sao của Al Nassr sở hữu rất nhiều bất động sản trên toàn thế giới. Mọi dinh thự mà anh từng sinh sống tại các quốc gia khác nhau trong sự nghiệp đều không khác gì những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Ngôi nhà mà Ronaldo xây dựng tại quê nhà Madeira có giá trị lên tới 10 triệu đô. Đây là nơi mà anh cùng gia đình thường xuyên sinh sống mỗi khi trở về Bồ Đào Nha. Ronaldo còn sở hữu một số dinh thự xa hoa khác tại quê hương như căn biệt thự trị giá 3 triệu đô tại Ghe hay ngôi nhà có giá 8 triệu đô tại thủ đô Lisbon. Trong giai đoạn thứ hai của mình tại Manchester United, Ronaldo ở tại căn nhà trị giá 4 triệu đô mà cựu tiền đạo Andy Cole từng sinh sống. Khi chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, Ronaldo đã bỏ ra tới 6,7 triệu đô để mua lại một khu phức hợp dinh thự vô cùng xa hoa tại thủ đô Madrid, gần nơi mà nhiều ngôi sao khác như Gareth Bale, Eden Hazard, huấn luyện viên Zinedine Zidane sinh sống. Còn trong quãng thời gian khoác áo Juventus, Ronaldo cùng gia đình sinh sống tại một dinh thự trị giá 6,5 triệu đô tại thành phố Turin. Ngoài những căn nhà này, CR7 còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại các thành phố trên khắp thế giới. Khi điểm qua khối tài sản đồ sộ của Cristiano Ronaldo, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến bộ sưu tập siêu xe khổng lồ của siêu sao người Bồ. Anh sở hữu dàn siêu xe có giá trị lên tới 24 triệu đô, trong đó bao gồm 5 chiếc xe Ferrari và 3 chiếc Bugatti. Bộ sưu tập này được cho là bao gồm ít nhất một chiếc siêu xe đến từ các hãng xe lớn nhất thế giới như Bentley, Maserati, Lamborghini và Mercedes. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2015, Ronaldo thừa nhận anh không nhớ rõ mình đang sở hữu trong tay bao nhiêu chiếc siêu xe, con số đó chắc chắn còn tăng lên rất nhiều vào thời điểm hiện tại. Ronaldo cũng sở hữu chuyên cơ riêng mà anh mua vào năm 2015 với giá từ 25 đến 30 triệu đô. Vào năm ngoái, tờ The Sun cho biết, anh đã giao bán phi cơ này với ý định mua một chiếc máy bay lớn hơn. Với việc cộng tác cùng nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới ở mọi lĩnh vực, Ronaldo thậm chí chẳng cần phải bỏ tiền ra mà vẫn có thể sở hữu những món đồ xa xỉ được các thương hiệu thiết kế riêng cho anh với mục đích quảng bá. Chẳng có ai lại từ chối để mặt hàng của mình xuất hiện trong cùng một khung hình với một trong những biểu tượng của thể thao thế giới. Nếu như David Beckham được xem là tiên phong cho một ngôi sao xây dựng thương hiệu của mình bên ngoài bóng đá, thì Cristiano Ronaldo là hình mẫu cho một ngôi sao thể thao của thời hiện đại. Trong suốt sự nghiệp của mình, CR7 đã làm việc không ngừng nghỉ cả trong lẫn ngoài sân cỏ để biến mình trở thành ngôi sao bóng đá giá trị nhất mọi thời đại. Khối tài sản khổng lồ mà anh sở hữu chính là minh chứng cho sự thành công đó. Ronaldo xứng đáng được mệnh danh là cỗ máy kiếm tiền của thế giới bóng đá. Cuộc hành trình của anh vẫn chưa dừng lại và chúng ta vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với những gì mà Ronaldo có thể làm được trong sự nghiệp của mình.